Đến dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 2, bà Phạm Thị Yến Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh. Phát biểu khai giảng lớp học, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia khu vực 2, thông báo tình hình chung học viện và đề nghị các giảng viên, học viên cùng nhau thực hiện hết trách nhiệm giảng dạy và học tập theo phương pháp giáo dục mới với mục tiêu bám sát quan điểm quy định của Đảng trên nền tảng tư tưởng mà Đảng đề ra. Được biết, lớp học chương trình hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị HC06-2019 được mở tại Tây Ninh có 90 học viên, sẽ học trong thời gian 6 tháng từ tháng 4 năm 2019 cho đến tháng 9 năm 2019.